Trần Chiết Viễn tụt dốc, hậu vụng trộm không thể giấu, thua cả đàn em kém nổi. Sức nóng của Trần Chiết Viễn dường như đang có dấu hiệu hạ nhiệt, hậu vụng trộm không thể giấu. Cả Chu Dực Nhiên và Trần Chiết Viễn đã có một mùa hè tương đối thành công với hai dự án lên sóng khi anh chạy về phía em, vụng trộm không thể giấu, đều nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Theo thống kê, số người ấn theo dõi trang Weibo cá nhân của hai sao nam còn lên tới hàng triệu. Tuy nhiên, dựa theo số lượng tạp chí bán ra gần đây của Chu Dực Nhiên và Trần Chiết Viễn, thì dường như sao nam Sát Phá Lang đang không duy trì được nhiệt ban đầu. Đây quả thực là điều đáng tiếc bởi là liên quan đến độ ảnh hưởng của nghệ sĩ. Trần Chiết Viễn bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2017 trong bộ Thanh Xuân Vườn Trường Bí Quả hợp tác cùng Lý Lan Địch. Thế nhưng phải tới 1-2 năm gần đây, đặc biệt là sau khi vụng trộm không thể giấu lên sóng, cái tên Trần Chiết Viễn mới thực sự vang danh, được công chúng quan tâm và để mắt tới. Hào quang đến muộn nhưng bù lại Trần Chiết Viễn nhận được sự ưu ái từ các nhà sản xuất phim. Việc cộng đồng mạng gọi anh thái tử EQG đã đủ để nói lên khá nhiều điều. Ngay cả khi chưa thể vươn lên hàng diễn viên tuyển một, anh vẫn được trao cho vai nam chính nhất phiên trong bộ Dân Quốc Chính Kịch Đêm Tối và Bình Minh Ám Dạ Giữa Lê Minh. Về phần Chu Dực Nhiên, nam diễn viên trẻ sinh năm 2000 mặc dù từng tham gia một số bộ phim nổi tiếng như Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Gia Đình Tiểu Mẫn, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, nhưng đều chỉ là vai phụ nên độ nhận diện khá thấp. Sự xuất hiện của Khi Anh Chạy Về Phía Em và Trương Lục Nhượng, tên nam chính trong phim, đã giúp cho Chu Dực Nhiên có bước đi lớn trên con đường theo đuổi nghiệp diễn xuất.